Hai cái sản phẩm mà tôi giới thiệu ở đây được xem là những cái sản phẩm vượt trội. Nó vừa dễ sử dụng, nó vừa đạt những cái tiêu chuẩn chất lượng để làm sao cải thiện cái tình trạng mọc răng cũng như cải thiện sự phát triển toàn diện của bé. Thì hiện nay có hai cái sản phẩm mà con của chị Ngọc Quỳnh cũng như các bậc phụ huynh có thể áp dụng. Đó là sản phẩm Revitin 2 và Revitin 3. Thì về cái công thức chung á, thì hai sản phẩm này sẽ sử dụng cho trẻ từ 6 tháng đến 9 tuổi. Đây là một cái độ tuổi mà phải nói là đang cần cái sự hỗ trợ để các cháu mau lớn, rồi có một cái sức khỏe nó tốt. Như vậy thì mỗi cái sản phẩm như vậy nó chứa những thành phần rất là quan trọng để có thể bổ sung cho các cháu. Đầu tiên đó là cái thành phần canxi nano. Đây là một trong những cái thành phần rất là quan trọng giúp cho sự phát triển toàn diện, trong đó phát triển chiều cao, rồi giúp cho xương răng chắc khỏe. Như vậy canxi nano nó có một cái ưu điểm là nó sẽ giúp cho cơ thể hấp thu tốt nhất, đạt hiệu quả cao nhất để làm sao canxi đến tận những cái nơi cần thiết để có thể phát huy được cái tác dụng của mình. Rồi hai cái thành phần rất là quan trọng không thể thiếu khi mà bổ sung canxi đó là vitamin D3 và MK7. Thì hai cái thành tố dinh dưỡng này nó có tác dụng rất là tốt trong vấn đề hấp thu canxi ở những cái mô cần thiết, những cái nơi cần thiết để làm sao cho cái sự phát triển nó tối ưu nhất. Ví dụ như là xương và răng là hai cơ quan rất là cần cho sự phát triển đó. Và đặc biệt là MK7 được nhập khẩu từ Nhật Bản, được xem là một trong những cái sản phẩm nó rất là chất lượng. Bên cạnh đó thì MK7 nó cũng có một cái yếu tố rất là tốt, đó là nó làm tăng sinh cái thành phần collagen. Mà các bạn biết thành phần collagen tức là làm vững chắc cho cái mô xương và những cái tổ chức liên kết cần thiết. Nó rất cần thiết cho sự phát triển thể lực của các cháu. Và bên cạnh đó thì tùy theo cái dòng sản phẩm Revitin 2 hoặc 3 có thêm những cái thành phần nó ưu ái, nó vượt trội hơn để giúp đáp ứng cho nhu cầu của từng cái đối tượng. Ví dụ như là Revitin 2 thì có chứa thêm cái thành phần là sữa non là colostrum và immun alpha làm tăng cái sức đề kháng cho các cháu. Có nghĩa là những em bé được sử dụng sản phẩm này sẽ cải thiện được cái vấn đề ốm vặt, có nghĩa là cơ thể mình khỏe mạnh để chống lại cái bệnh tật. Thì bên cạnh đó thì có thể là có những cái khoáng chất cần thiết giúp em bé nó ăn ngon miệng hơn. Và đối với Revitin 3 thì nó có thêm một cái ưu điểm, đó là nó giúp bổ sung những cái yếu tố phát triển cái trí não, có nghĩa là bộ não, qua những thành phần như DHA, EPA rất là tốt. Và đặc biệt nó rất tốt cho cái đôi mắt của các bé, nhất là trong giai đoạn mà các bé cần có sự tập trung trong vấn đề học tập, hoặc là những em bé cái khả năng nhìn nó quá kém thì chúng ta có thể bổ sung. Thì nó cũng là một trong những yếu tố vượt trội. Và những cái sản phẩm này nó có một cái ưu điểm là chúng ta sử dụng thường xuyên lâu dài thì ít, hầu như là không có những cái tác dụng bất lợi cho sức khỏe. Thì đây là những cái điều rất là thuận lợi cho các bậc phụ huynh. Revitin 2 giúp tăng chiều cao, tăng sức đề kháng cho trẻ dưới 10 tuổi. Với bộ ba canxi nano, vitamin D3, MK7 kết hợp với immun alpha và sữa non